Tu viện này trước năm 1979 là của dòng Phan Xin Thừa Sai Đức Mẹ, gọi tắt là FMM. Đây là hội dòng truyền giáo đầu tiên của nữ giới trong lịch sử giáo hội và thế giới, do chân phước Maria de la Passion thành lập năm 1877. Tôn chỉ của dòng là hiến thân cho việc truyền giáo bằng đời sống chiêm niệm và hoạt động tông đồ. Hiện nay hội dòng FMM có khoảng 7.000 nữ tu gồm 80 quốc tịch hiện diện tại 76 quốc gia. Năm 1932 có 5 nữ tu tiên khởi đến Việt Nam phục vụ tại trại phong Quy Hòa thuộc giáo phận Quy Nhơn. Từ cái nôi đầu tiên này, chị em đã mở nhiều tập viện ở các vùng khác nhau ở Việt Nam, trong đó có Đà Lạt. Cơ sở tu viện FMM tại Đà Lạt là tu viện của các cha dòng Sa Lê Duyên, được các sơ mua lại gồm nội cấm là các phòng ngủ và nhà thờ. Tu viện chính thức trở thành tập viện của dòng FMM vào tháng 5 năm 1958 tại Đà Lạt, gọi là Cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, là nơi các tập sinh học tập 1 năm theo giáo luật để trở thành Phan Xin Thừa Sai Đức Mẹ chính thức. Các nữ tu sống trong tu viện đa số là người nước ngoài, Singapore, Madagascar, Macau, Pháp, v.v. Vì vừa phải đáp ứng nhu cầu truyền giáo, vừa phải tìm việc làm để sinh sống, nên các sơ tham gia khám bệnh, chăm sóc trẻ em suy dinh dưỡng và hướng dẫn cho các bà mẹ. Sau đó các sơ nhận quản lý và dạy học miễn phí tại trường tiểu học ở trại hầm. Cộng đoàn mỗi ngày một tăng, công tác từ thiện không thể nuôi sống, nên các sơ quyết định mở trường tiểu học Vitro Maria có thu phí cho trẻ em từ mẫu giáo đến lớp 5 có nhà nội trú. Từ năm 1966, trường dần chuyên môn hóa việc giáo dục, chuyên đào tạo kế toán, thư ký và chính thức trở thành trường thương mại Việt nữ từ năm 1969. Vậy thì nguyên nhân vì sao giờ này lại bị bỏ hoang? Theo một số tờ báo online như Người Lao Động.com.vn, Báo Mới.com hay Mechip.vn thì nói rằng năm 1979 tập viện đóng cửa do các nữ tu ngoại quốc về nước, những nữ tu người Việt chuyển đến Cộng đoàn Hiền Linh và Thánh Tâm, toàn bộ diện tích 7 hectare được bàn giao cho nhà nước. Theo tìm hiểu của chúng tôi trên trang web fmmvn.net của dòng Phan Xin Thừa Sai, trong phần đôi dòng lược sử Cộng đoàn Hiền Linh Đà Lạt nói rằng ngày 15 tháng 8 năm 1979, toàn bộ cơ sở của dòng tại số 5 đường Gia Long, tức khu vực tu viện bỏ hoang bây giờ, giao lại cho chính quyền. Tất cả chị em rời về Cộng đoàn Hiền Linh tại số 2 đường Cô Bắc. Trải qua hơn 40 năm, những khối nhà học và khu nội trú của trường thương mại Việt nữ trước năm 1979 đầu tiên được dùng làm cơ sở cho trường bổ túc văn hóa, sau đó là khách sạn Lâm Viên, rồi đến trường trung học phổ thông Trần Phú. Còn nhà thờ và khu nội viện dùng làm nhà kho, phòng học thể dục và chỗ ở. Tu viện hiện giờ thuộc quyền quản lý của Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Đà Lạt gần ngay đấy. Trước đây nơi này bỏ hoang nên có một số gia đình các nơi về trú ngụ, giờ đây có lẽ đã được giải tỏa không còn ai. Cổng vào tu viện bây giờ đã có bảo vệ canh gác, chắc để ngăn ngừa có người đến cư ngụ bất hợp pháp. Theo chúng tôi được biết, khách muốn tham quan cũng không được vào nữa. Thank you.
xót xa cho một kiến trúc tôn giáo đẹp giờ đây trở thành một phế tích. Buồn lắm thay.